Bốt này nó bốt nó chạy theo mình này. Nổ vỡ hết nhà đây, rồi. Gọi thêm một con pet nữa, hai con pet luôn. Được thật sự. Vỡ hết nhà rồi. Hello và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và lại là Zeno đây. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong series Minecraft phù thủy rồi. Và đồng hành cùng với mình đó chính là... Ê, hello, chào mọi người nha. Đấy, rồi thì trong tập lần trước mình đã chế tạo được một bộ đồ quỷ lửa. Đấy, nó cho mình khả năng bay này, nhảy cao các thứ, kháng lửa nhìn trong bóng tối luôn. Và... ok, tập này thì mình sẽ chế cho mọi người một cái bộ đồ để chuyên cho tăng cơ nhá. Ui, gọi tăng là cơ à? Ừ. Được. Đấy, chế cho chuyên xem, vào chế xem. Chuyên vào đỡ sát thương của đi mấy con quái. Cơ à? Ồ thế còn phanh nữa. Vánh nữa. Ừ, phanh từ từ đã. Sợ không cho vánh cái bộ làm đánh một cái chết luôn đấy. Ừ thế bây giờ vánh thì bây đi ngủ đi nhá, đi ngủ mơ đi nhá. Ông sẽ cho bộ nào kiểu tăng sức mạnh để đánh cho đau hơn đấy. Bây giờ Vanh cứ không mặc gì. Cứ không mặc gì là đánh. Là nó chết luôn. Ui. Sao bên này có con rồng luôn này. À. Thật sự. Ui. Ơ wow. Sao nhìn này. Zeno bị dính vào cái. Dính luôn vào cái ấy rồi. Cái dính bộ này đáp rồi. Thử cởi bộ đồ ra coi xem à. Ơ. Rồi mọi người đâu vậy. Để Vanh vậy. Hình như Zeno là có cái gì ấy. Đây đây đây, có cái gì nó hút này. Ơ lại nhờ. Zeno là bị hút nhá. Đây đây, để Vanh đánh loại rơi ra. Thích điên đâu nhỉ. Đấy, đánh phát loại rơi ra. Đi trong nhà mà thích điên. Bay lên kìa, có cái hiệu ứng gì bay lên kìa. Thằng thanh niên Vanh ấy mà, thanh niên Vanh đấy, thanh niên Vanh làm đấy. Không phải không? Chả thế. Không phải. Ơ vẫn bị bay này à. Đây đang người đang đỏ đỏ kìa, có mấy cái gì đỏ đỏ kìa. Ừ, vừa nãy Pixel cũng bị Vanh làm. À, Pixel cũng bị này, đang thấy đấy, Pixel đang bị này. Mỗi vay không bị chắc chắn là Vanh làm. Ừ, chắc chắn là Vanh trôn rồi. À, hay là cái giá để giáp này nó hút nhở. Sao cứ Vanh cứ đi đến đâu là mọi người bị đi theo. Từ Vanh để cái giá để giáp đây. Cất đi nào, vứt đi nào. Pixel bị hút kìa. À, Vanh hiểu rồi, cái áo giáp của Vanh. Ok, hiểu rồi. Cái áo giáp của Vanh, cái áo giáp của Vanh. Đây, đi ngủ nào mọi người. Ok. Thanh niên trô tim à. Nào, đi ngủ đi mọi người ơi. Nhảy Zeno ngủ trên tầng nhá. Đấy, Vanh thích ngủ gần Zeno à. Này. Thanh niên này, thanh niên Vanh phải cho ngủ gần cầu thang. Ừ, đúng rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi kiếm lấy một vài cái em. À, từ á. Mình sẽ làm một ít sắt á. Ở đây, gậy sắt của mình đây. Mình sẽ Vanh này. Đi kiếm lấy một vài cái đầu bí ngô, đúng rồi. Đây, nhưng mà trước tiên mình cứ phải cần ít sắt đã nha. À, này Vanh ơi, Vanh. Đây cho cái gậy này. Ấy, cái áo này. Đây cho cái gậy này nhá. Bỏ cái áo đi. Đấy, biến thành khối sắt đấy, lấy cho Zeno khoảng mấy chục khối block sắt vào. Ok luôn. Đó, và bây giờ Zeno sẽ đi kiếm cái đầu bí ngô. Thử á. Mình phải làm một kéo sắt đã. À, mình sẽ làm một biến cái... biến đây, Pixel đào cho. Đây, kéo sắt này. Thôi, để Vanh đào cho, có hammer đào quả hết luôn. Thử nhá mọi người, bây giờ mình phải là đi chặt mấy cái bụi cỏ khô. Đấy, biết làm gì không? Tí đã cho mọi người xem một trò khá là vui. Ui, Zeno sao bé xíu đâu ấy? À, con pet của Zeno. Con gì? Pet à? Ừ, cứ tưởng là cái gì cơ. Thử chặt vài cái... kho đồ đầy à? Ơ một à đâu 4 stack sắt block sắt đủ chưa? 4 stack rồi á? Trời ơi, thừa rồi, thừa thế được rồi. Thừa á? Ừ. Vanh siêu thế, Vanh đã được 4 stack đâu. Trời ạ, thanh niên xạo quân. Đây, mình sẽ lấy khoảng bao nhiêu được? 8 à? Thế mình sẽ lấy khoảng 16 cái bụi cỏ khô này đi, tí làm cho mỗi người một quả táo. Ui, ăn quả này gọi là cực kỳ đã luôn mọi người. Đây, từ này. Mình lấy được mấy rồi? 7 rồi. Lấy khoảng 16 đi. Cái gì mà lại liên quan đến cỏ khô nhỉ? Có cái gì? À, đừng cho ăn mấy cái chất kích thích nha. Kích thích gì? Hút cần à? Cứ đàn. không. Ai làm thế? Đây, 12 rồi.
mở tiêu. Lại cho ăn táo cần thì trời ơi. Tí thử phát xem nó thế nào. Em có phê không? Đây. À, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, đăng ký kênh và comment để giúp mình có thêm động lực làm những video mới. Và đừng quên là xem... Mọi người có bị tối quá không? Đừng quên là xem đến 20 giây quảng cáo để giúp mình có thêm tiền nâng cấp máy tính nhá. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi kiếm lấy cái đầu bí ngô nữa. Thế nhiên thì dịch chuyển lên này. Đâu rồi? À đây. Đó, mình... Ở dưới tối đi video thắp đèn cho còn gì nữa. Nào, bỏ cái bộ giáp ấy ra. Đây, mình có nhớ là tập trước mình làm được cái... Có đi tìm được cái... đầu bí ngô rồi, cho nên tập này mình mới quyết định làm... Ấy! Dưới nổ dưới hang ấy. Hàng hốc gì ở đây? À, Bixel lưu điểm ở nhà đi, không tí lại không về được thì. Đây, Zeno vẫn cầm cái gọi nhà rồi. À, ok, à. Đừng có... Này, sát. Đây, từ làm bàn chế tạo cái đã. Uầy! 3 thờ tách rồi, trời ơi. Đây nha. Ờ, mình sẽ làm... cái gì nhỉ? Cái dìu kim cương nữa. Tí nữa tôi chế xong bộ đồ xong qua đây xong rồi Pixel tanh cho ăn con rồng này, Pixel nhìn thấy con rồng bên này. Cái gì ấy? Đừng thiếu đầu bí ngô bây giờ. Đây Pixel có đấy, trời Pixel, ơi, còn Pixel có đầu bí ngô này. Trời ơi. Này Pixel đầy đầu bí ngô đây, trời ơi. Không biết. Trời ạ. Này. Đấy, hết đầu bí ngô rồi. Đây đầu bí ngô này. Đấy. Bixel vừa lấy, Bixel lấy rồi. Vành cái gì? Quanh đặt rồi đấy. Thế người ta đi chặt từ bao nhiêu tập trước cầm cho Zeno rồi thanh niên này. Đây có 14 à? 14 không biết trong nhà mình còn không nhỉ? Nếu mà còn thì mình sẽ chế thêm cho thanh niên một bộ nữa. Đây. À không, thế để chế cho Bixel đâu, không cần chế cho Vành đâu. Dưới này có bí ngô đây, Bixel không đây chặt luôn này. Ừ, thế chặt đi, chặt nhiều để Zeno chế cho hai bộ nhá. Không, chế một bộ thôi để Bixel mặc thôi, không cần chế hai bộ. Đây. Hình như mà nhớ trong nhà mình có để táo mà. Không biết đống quả táo mình đâu. Ôi, hết rồi. Chỉ hai bộ đi giải vanh mới Bixel lao vào còn cho Zeno phù phép. Đây, táo đây. Ây trời. Dương đồ của Zeno gọi là... À cứu. Toàn là cái gì đâu à. Đây, toàn sách đồ thừa thãi. Trời tối thế. Đang mưa mà. Thanh niên nào lại dùng phép rồi gì? Không, ai dùng phép gì đâu, trời đang mưa mà. Bixel lại dùng phép rồi. Đây. Ơ, Vanh chưa vứt block sắt cho Zeno à? Đâu mang block sắt đây. Ủa, 3 stack block sắt. Đây, bây giờ mình sẽ chế bộ này nhá. À, mình phải tách ra nữa. Đã. Vừa thấy một vườn bí ngô đây, xong bị rớt xuống chết, xong mất bí tích ngô rồi. Này. Rồi. Nên Bixel đâu? Đây. Bỏ cái bộ giáp đấy ra rồi nói chuyện. Đấy, lấy ui, tối đa có thể giáp hút luôn. Ui, 42 này. 42 là chưa đủ. Chưa đủ thì chưa phải đủ. 42 đầu bí ngô là... hay đủ gì? À, thiếu đầu bí ngô. Đây, thì Pixel mang về cho. Một cái đầu này. Một cái áo này. Một cái gì đây nữa nhỉ? Quần này. Zeno ở đâu nhỉ? Pixel bây giờ nữa. Vành hút hết mọi vật. Ở Zeno thiếu 6 cái 6 là 2 đầu bí ngô nữa thôi. Đây, về đây này, cho Pixel này. Từ, để Pixel hoạt cánh an toàn đã. Đây, đợi mình chế nốt cả cái này nữa. Cho hai cái... Để... Này. Hai cái quả táo. Ngon nhá, ngon lành cành đào cho mấy thanh niên này nhá. Đây, Pixel có 17 quả táo đỏ này. Thôi, kệ, cứ từ đã. Đây, về đây, Pixel này, cho bộ rồi. Đâu. Đấy, mặc qua đi. Ok. Ui, biến thành golem luôn à? Hợp lý nhỉ? Xuống đây Vanh đánh nha Mào. Cho Vanh đánh cả ngày luôn. Đánh gãy kiếm không chết. Rồi xuống đây. Đã, ôi chết, mình cắt mất rồi. Một đống máu cả. Wow, tên này phải hít táo vàng mà để hồi phục đã. Sau đó thì bắt đầu đi chiến tiếp. Ui, đâu nhỉ? Có nhiều máu dã man luôn ấy. Đấy, nếu bảo rồi. Ừ, golem là bị chậm chạp mà. Đây, lấy nốt. Ui, 63 đủ không, 3 bộ đồ này. Đủ 3 bộ đồ luôn này. Này, về chế cho Vanh một cái nữa. Ôi, Pixel mặc được rồi, Vanh mặc làm cái gì? Thôi, làm 3 con golem đi cùng nhau luôn nhỉ. Wow, bộ đồ golem này nhìn xịn xò thật sự luôn. Nhìn như con golem luôn. Xuống đây ngắm cái thôi mà.
Đây, anh ơi, về đây này. Cho một bộ nữa này. Anh đang đi hút quái vật. Đâu nhỉ? Anh xuống này hút pixel đấy. Sẽ cất bộ này vào trong gầm cầu thang nhá. Đây, anh đang đi lên đây. À, chế thêm một bộ nữa cho mình. Một đống creeper luôn. Đừng có hút creeper lên nhà nhá. Thanh niên này chôn vừa thôi nhá. Mấy anh em mình lại bí ngô thế này, mất tích đâu nhở, thè luôn. Pixel vừa thấy vườn bí ngô xong ra tiếp cái xuống không thấy bí ngô đâu luôn. Đây, sẽ mặc vào đi. Tập này thì bá cháy bọ cháy là không bao giờ sợ chết bởi con rồng. Đâu Zeno ơi, đây Vanh đây. Nè, có mấy con này nó đội đầu bí ngô này, nó lấy bí ngô này. Đâu mình sẽ cất. Đây Vanh ơi. Đây nó ở chỗ này này. Ai đâu. Trong nhà. Nhìn thấy chưa? Trời ạ, cái gì? Tôi là Vanh đi. Đi hút mấy con. Đi hút quái vật về nhà thanh niên kia ấy. Ô cái áo Vanh có cái gì mà nó hút được ấy? Có sợ. Cái gì nam châm sợ thật sự hút tất cả. Đây cái giường này nhá. Giường này nhá. Ok đây mặc sao chắc là cho mấy con này đánh. Wow, người nhìn này, máu kìa. Ui, nhìn cọc máu. Ôi, kìa mọi người. Anh đội cái mũ thôi. Ở đội cái mũ không được à? Không được, phải full bộ giáp. Đi sao phải đi chiến tháp lấy 1-2 quả táo vàng enchant mới được. Anh ơi, anh đây, về đây cho quả táo này tựa nhá. Ôm đây cho một quả táo này thôi. Đấy, ăn quả táo này vào đi. Đâu rồi táo gì đây, ăn vào đi. Ui táo gì mà nhịn táo này à? Táo chết à? Không ăn là chết luôn đúng không? Ui pixel giết con bốt luôn rồi. Giết ngay mà bà xong người ta nhìn thấy cái chữ chết. Chữ wow. Chết đâu ra nhỉ? Có chữ đét à? Ừ, chữ đét này à. Tập sau cho núp ăn mọi người ạ. Phải đổi tên đi. Cho một cái đe đổi tên nhỉ. Chế lại cái đe đã. Tơ đang nổ. Thanh niên Vanh này chui vào đây làm gì? Vì sao giờ chiến tháp xong. Mình sẽ chế một cái gậy đây gậy. Gậy following đây. Thiếu kim cương này, thiếu chai kinh nghiệm à. Để xem nào. Kim cương của mình đâu rồi ta? Chai kinh nghiệm nữa. Trang kinh nghiệm có cái này. Này đi nó bị chậm này. Này về đây Zeno chế cho thêm vài cái quả táo táo sắt nữa mọi người. Vanh ơi cái này. Cái này ngã không mất sát thương đâu. Đúng rồi. Thật sự đâu thử rơi từ độ bị xe bay lên cao đi. Vanh TB xem à. Đây nha, để xe bay nha, không bao giờ bị gọi là gây sát thương luôn. Từ để phải đi ra ngoài mới bay được. Này về đây cho mấy quả táo sắt nữa ăn này. Vanh quay lại đằng sau này. Đâu đấy. Này nha, cho táo. Không, táo này là táo sắt mà. À, táo enchant. Uầy. Nhưng mà ăn nó có kháng cự không? Về các bạn đợi. Kháng cự nhưng mà con này khỏe rồi, cần gì kháng cự nữa. Bây giờ cái rồng có thổi gãy răng không chết. Đâu, Vanh qua TP gọi cho Pixel này. Ê mẹ. Đây, con rồng đấy. Từ. Đây. Ai ạ. Con rồng đấy. Không bị làm sao, không mất máu. Đấy. Đấy, con rồng. Giáp châu lắm mà. Rõ mình vứt mấy cái này rồi mà ta. Uầy, nó đi chậm thật sự. Đâu con rồng đâu, chẳng nhìn thấy con rồng đâu. À đây, mày bắn tao đi. Từ, để Zeno sẽ... Mình phải khắc hiệu con rồng này. Đừng nhưng đánh, mà con đánh, rồng đánh, nó không đánh Vanh ấy. Đào. Nào. Sao nó không đánh Vanh nhở? Mày Vanh phải đánh nó mới đánh. Con rồng, con rồng hư này, không, láo nó này. Nó. Mày, ơi đâu? Nó không đánh golem này, ôi. Đúng rồi. Để Vanh thử cởi bộ đồ ra. Cởi bộ đồ ra em nào. Cởi bộ đồ ra em nào. Đâu Vanh chỗ nào? Ui nó đánh rồi này. Đâu? Nó có đánh với anh đâu? Sao nó không đánh nhỉ? Rồi. Nó đánh pixel, hình như là chúng ta nhiều máu quá sao ấy. Đánh. Wow. Ê, hút rồi. Mọi người đánh đi, đánh. Đánh tưởng hút. Hút hết cả người rồi. Wow. Mọi người nếu mà mình mặc bộ đồ này đánh vào mấy con này nó bị bay lên trời đấy. Bay lên trời. Rồi luôn. Từ, để lấy máu trời. Rồng đó mọi người, để lấy máu rồng đó. Có chai không? Có chai thủy tinh không? Ở nhà có chai không? Nhà đâu, trong gì nhỉ? Trong giường có. Ở trên nhà kia có từ kính đợi, rồi. Đợi xem. Trước ai làm táo kính thì may ra có kính. Kính thì biến thành chai thủy tinh. Lấy kính ấy, xong thanh làm... Thanh niên lại thà luôn, đi đào nhà đi luôn ạ. Mình đã đi sang nhà lấy. Mình hút nhà đi luôn mọi người.
để phía sau lấy cát đã, để phía sau lấy cát đã. Ui, đâu nhỉ? Ô, bên sa mạc này có một con rồng tự chết này. Mình phải ngồi thảm bay mới được. Cái này nó đi chậm quá, không dùng thảm bay là không ổn đó mọi người. À mọi người đi tìm mấy cái con creeper này này. Bây giờ mình trâu rồi mà. Ok, thế để Vanh đi hút hết creeper vào một chỗ nha. Ừ, đi giết mấy con creeper. Ui, bọn này chạy nhanh kìa. Đâu, cái nhà để đâu ở đấy Zeno? Nhà hút ở đây, về đây về chỗ Zeno đi. Zeno nhả ra nha. Xong tí Vanh thả một đống creeper ra nha cho mọi người gọi là. Trời ơi, nhìn mẹ. Con creeper này nổ. Ui. Mọi người nhìn nó đánh mình không xinh nghe luôn. Từ á phải đi ra chỗ rộng rãi thoáng mát nữa chứ. Đây, bên ngoài này. Ô, thằng mấy thanh niên này không về nhà. Ui, cái này đi chậm thế. Thế mới bảo. Thanh niên Vanh còn bay. Hút mình nữa chứ. Trời ơi, cái thanh niên Vanh này. Giết thanh niên Vanh đi. Ông ấy đây, ông trưởng tộc đây. Ui, đi chậm thật sự luôn ấy. Tuy rằng nó mạnh thật nhưng mà đi rất là chậm. Con creep cho nó nổ này. Rồi, nhìn con creeper nổ kìa. Không mất một... ơi nhà đây. Trời ơi. Máu ấy. Cái gì đây? Trời ơi, nhìn kìa. Cẩn thận nát nhà. Ờ, quên. Chết rồi, mấy lò đung đung hết rồi. Ô, cái nhà còn hoa đâu rồi. Có kính này rồi. Đi qua lại chỗ kia lấy ấy thôi. Máu rồng thôi. Thôi, mình chắc mình không nhắm mặc cái bộ này đâu mọi người ạ. Mặc bộ này nó thề là nó. Đi chậm thật dữ luôn ấy. Này, Pixel cho một quả táo này. Táo gì? Táo tàu. Đâu? Đây, cho một quả táo tàu này. Xong. Mình đang đầy đồ mất rồi. Đấy, ăn vào nó đầy máu luôn đấy. Ê, cái gì đây? Mày, mình còn nhìn tên nha. Tự nhiên là... là đi luôn rồi. Đâu, nhật lại tập sau cho thanh niên núp ăn nhá. Cái chỗ con rồng kia đâu nhở? Chết rồi, Pixel quên mất chỗ. Đây, mình ăn luôn cho mọi người xem à. Ăn phát ở... ơ! À, cứ tưởng không chết cơ. Hóa ra vẫn chết. Con rồng kia ở đâu nhở? Đâu, TP đến chỗ Vanh này. À đây, con rồng kia bên này, con rồng kia mình bên sẽ cất cái bộ đồ này vào rương đi. Rương của mình sẽ để trên này. Thế là cái bộ đồ này gọi là nặng sự luôn. Nặng mộng năng. Đấy, cất kéo đi. Cất... gì ấy nhỉ? Cất cái gì nữa đây được. À đây, cất mấy cái... ấy đừng hút. Đây, kém Vanh cho bây giờ. Tôi để Vanh em... ơ, cái bàn em trang kia đâu nhỉ? Trên đỉnh á. Để bỏ cái... ui, sao không cho xuống đây giờ lại? Trời ơi. Có một cái bàn enchant tách ấy. Tách ra được cái Vanh. Chế tạo bàn đấy mà tách. Đâu. À, đây. Bây giờ thì mình sẽ lấy cây gậy ra và đi chế cái cây gậy following nhá. Đấy. Following. Nó lâu phân hủy thế nhỉ? Kim cương à, thiếu kim cương à? Nhà mình nhiều kim cương lắm mà. Cái xương rồng này sao nó lâu phân hủy thế? Ai biết. À, xương rồng không phân hủy. Trời ơi. Thanh niên tu để lấy nó. Thì click chuột phải vào. Đây. Trời ạ. Thanh niên đứng đợi xương rồng phân hủy mới sợ chứ. Đây có cái đen này. Lấy được luôn này. Con rồng này bị điên rồi. Đập vào cái xương rồng ấy gì. À đây được rồi. Đây đặt cái này đây đi. Vanh có kim cương không? Đỡ phải Zeno đi biến. Không Vanh, không Vanh. Thôi, không cần. Ở đây có 21 và 27 cái. Thôi đào nhà ra luôn mọi người. Rồi. 21 block kim cương ấy. Đào nhà luôn rồi anh ạ. Đấy, bây giờ đi chế một cây gậy following. Xem cái này có follow được anh nhá. Anh ơi. Đứng ấy thử phát nào. Không được rồi. Cây gậy này không cho chúng ta sinh vật sống không được đâu. Xem nào để xem còn cây gậy đây nữa. Trời ơi. Cây gậy lửa này. Có đầu óc chứ cũng biết nghĩ chứ có phải là. Đây cây gậy này là cây gậy thân thiện giúp biến con bot thành bạn. Đấy và một con cây gậy này nữa là cây này thiếu nước mắt rồi. Thôi kệ nó đi. Bây giờ mình đi ngủ ấy mọi người ơi. Ok về nhà cái. Tới này Zeno biến cho một cái quả táo gì nhỉ? Apple. Đây nó gọi là quả táo Compass. Quả táo này nó sẽ chỉnh ăn khi ăn một phát nó chỉnh sẽ chỉnh thời gian thành trời sáng luôn, không phải đi ngủ nữa. Ok thế đi ngủ. Đây, đi nhanh lên đi ngủ đã. Ở chứ ăn đi ngủ ăn đi chỉnh chưa đã chế đâu thì thành như này chưa à? Ngáo ngơ thật sự. Đây bây giờ mình mộng năng thật sự luôn. Đi như kiểu rùa luôn ấy.
Đâu, xem có thác không nào. Thì mình sẽ đi biến một con bot này thành bạn. Và cho nó đi theo mình luôn nhá. Ai ai có gỗ không? Cho Pixel xin ít gỗ nào. Ôi, thành nhân làm gì có đâu, thành nhân đi chặt đi rồi. Đấy, biến con bot thành bạn nhá. Cũng làm mà đòi có ăn. Đây, về cho Zeno cho ăn táo này. Hey. Hey, bạn bè, rồi. Biến thành bạn. Rồi nha, bạn nha, chúng ta là bạn. Rồi ăn một quả táo kháng cự vào. Đấy, hồi máu. Ui, nhìn nó hồi máu kìa. Rồi, bây giờ nó biến thành bạn mình, bây giờ mình sẽ bảo nó following. Đấy, Upala mày hãy đi theo ta. Mặc. Rồi, đã đi theo. Ờ, nhưng mà bây giờ đi theo mà. Bây giờ mà mở dương của nó là nó sẽ đánh mình đấy. Ừ, không được, mình phải dụ nó ra chỗ khác đã. Banh ơi, TP qua đây đi banh. TP qua đây nhưng mà đừng mở vội nhá. Nó ấy. Gì đấy thanh niên banh này? Ui, con creeper kìa bố. Trời ơi. Nổ hết cả map rồi còn đâu nữa. Ôi trời ơi, suýt nữa thì. Con creeper gì kìa. Nổ hết cả chỗ này rồi. Ui. Đâu rồi? Bot đâu rồi? Nó di chuyển. À, đấy này, con bot này chạy đi đừng. Tại sao con lổ nhà đấy? Chạy đi. Mình có pet này mọi người ơi. Nhìn nè. Bot này nó bot nó chạy theo mình này. Nổ vỡ hết nhà. Đây thì gọi thêm một con pet nữa, hai con pet luôn. Được thật sự. Vỡ hết nhà rồi. Ôi, cái gì đây? Từ để Zeno kiểm tra. Zeno kiểm tra đấy. Trời ơi. Cất nhà đi Zeno. Nên ơi, để quên cái nhà, cái gọi nhà ở trong ấy rồi. Trời ơi, nên cầm theo nó đi. Đâu rồi? Pet mình đâu rồi? Đây. Ui. Pet đây. Mình cho nó vào đây vội, đủ đã, cho nó đi ra đã. Không, nếu mày chẳng may, banh thử đánh nó nha, xem nó đánh. Đánh là nó đánh lại đấy. Đừng đánh đây, nó phá nhà đấy. Từ nữa, để Zeno xem có thu nhà không đã. Ui, nó vào trong nhà luôn rồi. À, đây, cái thu nhà banh cầm đây. Ui trời ạ. À. Thu nhà đi. Ui. Thu kiểu gì nhấn chuột phải. Ừ đúng rồi. Ơ nó được. Ok. Ấy, chết rồi con pet này. À, con này nó bảo vệ dương. Mình mở dương ở trong nhà nó cũng đánh mình. Trời ạ. À. Đứng gần con này à, không mở được dương. Mày. Ô tính ra đi muốn đánh bot chỉ cần đi gọi bot về đây xong đánh thôi. Ừ, một người đi gọi bot đấy. Rồi xong, có kim cương. Đất sét à? Bây giờ chẳng ai cần đất sét. Ui, mình có cái táo kháng cự 4 này. Wow, biến ra block sắt xong là biến thành táo kháng cự 4 là châu bò họ chẳng ai thua gì cơ con ấy. Ai có xương wizard không? Xương wizard à? Hình như là không rồi. Để thả nhà ra để Pixel đi lấy. Vanh cầm rồi, Vanh cầm nhà rồi mọi người. Thả nhà ra để Pixel đi lấy nào. Đâu? Thả nhà đi. Ơ nhà đưa cho Zeno rồi mà. Chưa. Này, hai cái điên này nha. Ai chưa đưa à? Điều. Đây, vẫn đây. Ơ đâu mọi người đâu. Từ mình sẽ... Đưa cho Zeno này, Vanh em cầm đâu xong mất cái gì lại đổi tại Vanh. Chả tại Vanh chứ còn gì nữa à. À thôi. Đâu, mang nhà đây. Mới không cầm đấy, không cầm đâu. Này. Pixel này. Đâu? Nhả ra. Đấy. Ok. Neno sẽ phải là chế thêm vài cái... cái xô. Đây, vài cái xô nhá. Đấy, 17 cái xô luôn à. Ui, nhiều quá nhở. Mình sẽ làm táo lava. Lava này cần... Ui, 8 cái xô một lúc lận. Nhiều thật sự. Táo lava này ăn vào thì nó sẽ không cháy nữa. Mình sẽ không bao giờ bị cháy luôn. Giống như kiểu cái cây gậy mà lần trước mình chế. Nhưng mà cây gậy này nó, à cái táo này nó tiện hơn cây gậy nhiều. Đây cất đi. Cất gì nữa? Cất gì nữa? Rồi được rồi, đi múc lava. Có ai rảnh đi múc lava hộ Lenom ấy. Trời ơi, Pixel đang dưới địa ngục luôn này. Chỗ Pixel gần lava luôn này. Nhưng vấn đề là Pixel không mang cái xô đi. Có ai có cái đầu, à cái gì nhỉ? Có đầu kiếm được đầu wizard ấy. Nãy giờ mà. Rồi, múc. Ở đây rồi. Đi xe đang qua đây. 16 xô à? Thành phố. 17 xô này. Đây, về làm táo lava này.
ăn vào nhảy tắm lava luôn mọi người. Đi tắm lava luôn. Mấy con răm con creeper này. Ui, thành phố này bé xíu này thôi á. Mỗi tội là có 8 nổ không? 8 creeper ấy. Không biết. Vừa đi vừa nổ bùm 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 bùm. Đây. À nó chỉ lấy lava, nó không lấy xô à. Ui được 2 quả này. Ngon, được 2 quả. Rồi. Này, Vanh này, cho Vanh một quả này. Đâu? Cất nhà đã. Đâu rồi đấy? Đây. Ui, PC bị ê, 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 hai quả đây, hai quả, nào? Hai quả. Đây, lấy một quả thôi. Không cho hai quả. Không, nhưng mà sợ cái ăn quả này xong lava dính vào người nha. Không, đây, về đây Zeno test thử cho mà xem. Tắm nước đã. À, ấy, đi tìm con rồng đã. Rồi, tắm nước. Tìm rồng để làm gì? Rồi, ăn thế không có tác dụng gì cả. À đây thúng lửa. Trời. Thúng lửa ba. Bây giờ đi nhảy xuống đây tắm nào. Đi tắm đi Vanh. Đấy có bị sao không? Có bị cháy. Nhưng mà có mất máu không? À, không mất máu nhưng mà hỏng giáp. À thế à? Ừ thế cũng được. Thế là ngon rồi. Giáp có thể sửa được. Ê bây giờ đi đâu được? Đi đánh con rồng đi Vanh ơi. Đi xem đi tìm con rồng nào, giết một con rồng nữa. Bi sao vừa bảo thấy con rồng khổng lồ ở đâu mà? Con rồng đấy bị chết rồi. À mà để xem chết để xem cái tháp vừa nãy Zeno đi chôm à, đồ đây, ở chỗ nào một nhỉ? Cái chỗ gì này? Chỗ rồng này. Đúng cái gậy con following này. Gậy following. Ố cái gậy. Đây. À đây rồi. Hãy bot. Rồi, thân thiện luôn. Một cái chỗ rồng đấy. À đâu, con rồng vừa nãy. Mỗi lần gặp boss là nó búp làm chậm này, chậm rãi yếu đuối, khó chịu thật sự luôn. Vanh ơi, đi về đây mở dương này Vanh ơi, TP đây. Đâu? TP đây đã. Từ từ đừng mở ra bộ nhá, để Zeno dẫn con này đi xa đã. Xong mở dương xem có cái... Trời ơi, mày đánh cả ngày luôn nhá. Mấy con Brazier chết tiệt này. Đừng bay nữa, dừng lại đi để nó dịch chuyển. Đâu? Ơ, nó chưa dịch chuyển đây ạ. À? Rồi, nó dịch chuyển rồi. Rồi đấy. Mở dương đi. Nhiều đồ. Có gì không? Có sách viết các thứ này, có cái thả nhà này, có kim cương này, có sách nâng cấp smoke bomb xong rồi táo vàng xong rồi. Ui con bóp. Trời ơi, quên Zeno quay lại. Rồi lên cho Vanh bị. Rồi xong hết đồ con boss này lên, bỏ following đi. Rồi bỏ following rồi ấy. Bây giờ đâu nhờ. Con này chỉ cần hất tung lên trên cao là vẫn con này bắn mà. Nó đứng từ chỗ Zeno nó bắn luôn. Ừ đúng rồi, nó bắn được xuyên lục địa luôn ấy. Đây, cho mày lên Tây Thiên là mày sẽ bye bye cuộc đời luôn. Đấy. Tắm con Wither này. Như này nó rơi nó chết này. Ô cái building one này. Ui, sao lâu rơi ấy? Ui. Rơi phát không chết này. Cho mày rơi phát thứ hai mà không chết thì gọi là mày một bố luôn đấy. Ngon, có xương quýt già luôn rồi. Xuống, một ui, kiếm rồng rồi đã. Không chết. What? Lên trời phát nữa. Rồi, 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 à không. Xuống. Nhưng mà cái này là building one mà. Trời ạ. Con này không chết rồi. Thật. Ui, con gì ra đây. Con bot. Ui, nó nổ phát kìa. Từ, đâu, từ. Bỏ follow one đi để Vanh hết nó. Bỏ rồi. Nó nhưng mà nó rơi xuống nó không bị chết. Đây nó hất 3 lần rồi. Lần này nó sẽ chết. Umbala. Piu. Chết rồi đấy, à? Thấy chưa? Ừ, rồi. Chắc phải hất 4 lần. Ông có cái sách gì không? Đây, có sách này đây. Sách này. Thôi mấy cái quấn này đều á. Cái này. Mặt nạ. Trời, mặt nạ này không cần. Đâu, cái gậy này cũng không cần này. Gậy toàn gậy đều thôi à. Bom là cái gì đây? Là bom khói đây. Mọi người có bị mù hay bị làm sao không? Không, không. Bị em sao cả. Đâu, mình sẽ ép nốt cái cuốn này vào xem nó được cái gì đã nhá. Ừ. Thôi xong rồi. Lại quên cái gọi nhà rồi. Trời ơi, quên gọi nhà. Đấy, đâu rồi? Ngôi nhà ở bên kia kìa. Đâu ấy nhỉ? Ngôi nhà ở gần đây mà.
chỗ sa mạc ấy. Mà Zeno không biết nó chỗ nào rồi, mất phương hướng rồi. Rồi để anh đi ra cho. Ờ đi ra đi. Rồi mình toàn quên cái gọi nhà ở trong nhà luôn cơ. Ui, à dưới này có bí ngô này, xuống cái đảo bí ngô đi. Thôi bằng kia đủ bí ngô mà đủ cho dùng cả năm rồi á. Đâu xem nào. Mình có ở thêm hai quả táo này. Zeno thu nhà vào rồi à? Chưa, đã thu đâu. Không có ở đây, chỗ cũ đây, chỗ nhà đây. Mấy thanh niên này cầm gậy nhà đi không cầm. Chết rồi, lại mất nhà, đấy, lại một lần nữa mất nhà rồi. Thu vào xong không cầm luôn rồi. Ok các bạn ơi, clip lần này thì chắc mình dừng lại tại đây thôi. Mình định là sẽ ép cái quyển sách vài ngày vào xem hôm nay chúng ta thu thập được cái loại phép thuật gì khác cơ. Nhưng mà quên mất nhà, không biết nó vị trí chỗ nào, chắc mình phải đi tìm lại thôi. Còn clip ngày hôm nay thì mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Các bạn nếu mà thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, đăng ký kênh và comment nhé. Và hãy qua kênh của Pixel này và Vanh nữa, đăng ký kênh ủng hộ mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.